Một đám cưới đẹp như truyền cổ tích dành cho nàng công chúa, đó là giấc mơ của biết bao cô gái, và hôm nay giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2024, nàng Trần Kiều Ân, người đẹp được mệnh danh là nữ hoàng phim ngôn tình, đã trao lời thề nguyện với tình yêu của đời mình, chú rể Alan. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm và hôm nay họ chính thức trở thành vợ chồng. Lễ cưới lãng mạn diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng 5 sao sang trọng nằm trên hòn đảo Langkawi thơ mộng của Malaysia. Khu nghỉ dưỡng này nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp và dịch vụ đẳng cấp, là nơi lý tưởng để tổ chức một đám cưới trong mơ. Thiên đường nhiệt đới này, quê hương của chú rể, là phong nền hoàn hảo cho câu chuyện tình yêu của họ. Những bãi cát trắng mịn, làn nước biển trong xanh và những hàng dừa rộp bóng đã tạo nên một khung cảnh lãng mạn không thể nào quên. Không khí rộn ràng và háo hức khi khách mời đến dự, ai nấy đều mong chờ được chứng kiến giây phút thiêng liêng này. Những người bạn thân thiết và gia đình từ khắp nơi đã tụ họp về đây để cùng chia sẻ niềm vui với cặp đôi. Bạn bè thân thiết và gia đình với trái tim tràn đầy niềm vui đã cùng nhau chúc phúc cho đôi uyên ương. Những tiếng cười, những giọt nước mắt hạnh phúc và những lời chúc tốt đẹp đã làm cho buổi lễ thêm phần ấm áp và ý nghĩa. Đó là một ngày mà tình yêu ngụ trị, minh chứng cho sức mạnh của sự kết nối và vẻ đẹp của việc tìm thấy một nửa đích thực. Từ những cái ôm ấm áp đến những nụ hôn ngọt ngào, mọi khoảnh khắc đều tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Không gian lễ cưới được trang trí tinh tế với những bông hoa tươi thắm và những chi tiết trang trí lộng lẫy. Mỗi góc nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên một không gian lãng mạn và sang trọng. Chiếc bánh cưới 3 tầng được trang trí đẹp mắt là điểm nhấn của buổi tiệc. Cặp đôi đã cùng nhau cắt bánh, chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào này với tất cả khách mời. Điều nhảy đầu tiên của cặp đôi là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Dưới ánh đèn lung linh, họ đã cùng nhau nhảy một điều valse lãng mạn, khiến mọi người không khỏi xúc động. Những bài phát biểu đầy cảm xúc từ bạn bè và gia đình đã làm cho buổi lễ thêm phần ý nghĩa. Mọi người đã cùng nhau nâng ly, chúc mừng cho hạnh phúc của cặp đôi. Khi mặt trời lặn, khung cảnh trở nên càng thêm lãng mạn. Cặp đôi đã cùng nhau ngắm hoàng hôn, tận hưởng những giây phút yên bình và hạnh phúc bên nhau. Buổi tiệc tiếp tục với những điều nhảy sôi động và những bản nhạc vui tươi. Mọi người đã cùng nhau nhảy múa, cười đùa và tận hưởng buổi tối tuyệt vời này. Khi buổi tiệc kết thúc, cặp đôi đã rời đi trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Họ đã bắt đầu một chương mới trong cuộc đời, với tình yêu và hạnh phúc tràn đầy. Những chiếc nhẫn cười lấp lánh trên tay họ là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Đó là lời hứa sẽ luôn bên nhau, dù có bất kỳ khó khăn nào. Cặp đôi đã cùng nhau đi dạo trên bãi biển, tay trong tay, tận hưởng những khoảnh khắc yên bình và lãng mạn. Đó là một kết thúc hoàn hảo cho một ngày tuyệt vời. Dưới bầu trời đêm đầy sao, họ đã cùng nhau ngắm nhìn những vì sao lấp lánh, mơ về một tương lai tươi sáng và hạnh phúc bên nhau. Nụ hôn đầu tiên của họ với tư cách là vợ chồng đã khép lại một ngày đầy cảm xúc và kỷ niệm. Đó là một khoảnh khắc mà họ sẽ mãi mãi ghi nhớ. Và như thế, câu chuyện tình yêu của họ đã bước sang một trang mới, với những hứa hẹn về một tương lai đầy ắp niềm vui và hạnh phúc. Một đám cưới đẹp như truyền cổ tích, một khởi đầu mới cho một cuộc sống tràn đầy yêu thương. Trần Kiều Ân, một nữ diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ, đã chiếm trọn trái tim của hàng triệu người hâm mộ với những vai diễn đầy thu hút trong các bộ phim tình cảm lãng mạn. Với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt biết nói, cô đã trở thành biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn trên màn ảnh. Những bộ phim mà cô tham gia không chỉ là những câu chuyện tình yêu đơn thuần, mà còn là những hành trình cảm xúc đầy sâu lắng, khiến khán giả không thể rời mắt. Sự hiện diện của cô trên màn ảnh toát lên vẻ quyến rũ và lôi cuốn, giúp cô giành được danh hiệu nữ hoàng phim ngôn tình. Không chỉ dừng lại ở việc diễn xuất, Trần Kiều Ân còn là một biểu tượng thời trang, luôn xuất hiện với những bộ trang phục lộng lẫy và phong cách tinh tế. Mỗi lần cô bước lên thảm đỏ, cô đều khiến mọi ánh nhìn phải dõi theo, và mỗi giải thưởng cô nhận được là minh chứng cho tài năng và sự cống hiến không ngừng nghỉ của cô. Trời trêu thay, hành trình tìm kiếm tình yêu của chính cô cũng giống như những câu chuyện đầy kịch tính mà cô đã thể hiện trên màn ảnh. Dù đã hóa thân vào nhiều vai diễn tình cảm, nhưng cuộc sống tình yêu của Trần Kiều Ân lại không hề suôn sẻ. Cô từng chia sẻ rằng, những mối quan hệ của cô thường gặp phải nhiều thử thách và khó khăn, giống như những kịch bản phim mà cô đã từng tham gia. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm này đã giúp cô hiểu rõ hơn về tình yêu và cuộc sống. Và từ đó, cô đã truyền tải những cảm xúc chân thật nhất vào từng vai diễn của mình. Mặc dù thành công trong việc khắc họa những câu chuyện tình yêu, Trần Kiều Ân từng bày tỏ sự dè dặt về hôn nhân. Cô cho rằng, hôn nhân không phải là đích đến cuối cùng của tình yêu, mà là một hành trình dài cần sự nỗ lực và cống hiến từ cả hai phía. Cô từng nói rằng, cô không muốn bị ràng buộc bởi những định kiến xã hội về hôn nhân, mà muốn tìm kiếm một tình yêu thực sự, một tình yêu không bị giới hạn bởi bất kỳ điều gì.
Cô tin vào việc tìm kiếm một tình yêu vượt lên trên những kỳ vọng của xã hội, một tình yêu được xây dựng trên nền tảng của sự tôn trọng lẫn nhau, thấu hiểu và ủng hộ không lấy chuyện. Đối với Trần Kiều Ân, tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc lãng mạn, mà còn là sự đồng hành và chia sẻ trong mọi khó khăn và thử thách của cuộc sống. Cô luôn hy vọng rằng, một ngày nào đó, cô sẽ tìm được người bạn đời thực sự, người có thể cùng cô xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và bền vững. Nhưng dường như số phận đã có những kế hoạch khác, dẫn dắt cô đến với một tình yêu đã phá vỡ mọi suy nghĩ trước đây của cô và thắp lên một ngọn lửa mà cô không thể phủ nhận. Cuộc sống luôn đầy bất ngờ, và tình yêu cũng vậy. Trần Kiều Ân đã gặp được người đặc biệt, người đã khiến cô thay đổi quan điểm về tình yêu và hôn nhân. Tình yêu này không chỉ mang lại cho cô niềm hạnh phúc, mà còn giúp cô trưởng thành và hiểu rõ hơn về giá trị thực sự của tình yêu. Và dù cho tương lai có ra sao, Trần Kiều Ân vẫn luôn tin rằng tình yêu đích thực sẽ luôn tìm đến với những ai biết trân trọng và yêu thương. Ở tuổi 45, Trần Kiều Ân bước sang một chương mới trong cuộc đời, một chương đầy hứa hẹn và hy vọng. Sau nhiều năm sống trong sự cô đơn và tự lập, cô quyết định rằng đã đến lúc mở lòng một lần nữa với tình yêu. Một lần nữa mở lòng với tình yêu, cô không còn tìm kiếm một tình yêu hoàn hảo, mà là một tình yêu chân thật, một tình yêu có thể mang lại sự bình yên và hạnh phúc. Hành trình của cô là minh chứng cho thấy tình yêu không có giới hạn, vượt qua tuổi tác và định kiến xã hội. Tình yêu không chỉ dành cho những người trẻ tuổi, mà còn dành cho những ai đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Từng trải qua những thăng trầm trong các mối quan hệ trước đây, cô đến với tình yêu bằng sự trưởng thành và chín chắn, mà chỉ những trải nghiệm cuộc sống mới có thể mang lại. Những vết thương lòng đã giúp cô hiểu rõ hơn về bản thân và những gì cô thực sự mong muốn trong một mối quan hệ. Lần này, mọi thứ thật khác biệt. Cô không còn tìm kiếm một ai đó để lấp đầy khoảng trống trong cô, mà là tìm kiếm một người đồng hành cùng cô, một người có thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng. Không phải là tìm kiếm một ai đó để lấp đầy khoảng trống trong cô, mà là tìm kiếm một người đồng hành cùng cô, một người có thể hiểu và chấp nhận cô với tất cả những gì cô có. Một người tôn vinh những điểm mạnh và chấp nhận những điểm yếu của cô. Một người có thể nhìn thấy vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo và yêu thương cô vì chính con người cô. Đó là việc tìm kiếm một người bạn đời sẽ sánh bước bên cô, tay trong tay, cùng nhau vượt qua những thử thách và sóng gió của cuộc đời. Một người có thể cùng cô chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất và khó khăn nhất, cùng nhau vượt qua những thử thách và sóng gió của cuộc đời. Tình yêu của họ không chỉ là sự lãng mạn, mà còn là sự đồng cảm, sự hỗ trợ và sự hiểu biết lẫn nhau. Họ cùng nhau xây dựng một mối quan hệ bền vững, dựa trên sự tôn trọng và lòng tin tưởng. Và trong hành trình này, họ tìm thấy niềm hạnh phúc thực sự, một niềm hạnh phúc không chỉ đến từ tình yêu, mà còn từ sự đồng hành và sự chia sẻ. Alan, kem Trần Kiều Ân 9 tuổi, là một doanh nhân người Malaysia, đã chiếm trọn trái tim cô bằng tình cảm chân thành, sự ủng hộ vững chắc và bản tính tốt bụng. Anh không hề nao núng trước danh tiếng hay thành công của cô. Thay vào đó, anh ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, độc lập và quyết tâm theo đuổi ước mơ của cô. Alan, một doanh nhân thành đạt, mang đến cho mối quan hệ của họ sự ổn định và vững chắc. Anh thấu hiểu những áp lực trong sự nghiệp của cô, luôn sẵn sàng lắng nghe và là chỗ dựa tinh thần cho cô khi cô gặp khó khăn. Anh là người bạn tâm giao, là điểm tựa vững chắc và là người ủng hộ cô hết mình. Langkawi, một quần đảo gồm 99 hòn đảo ở biển Andaman, giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của cặp đôi. Chính tại nơi đây, giữa làn nước trong xanh như ngọc, những bãi biển hoang sơ và những cánh rừng nhiệt đới xanh mượt, câu chuyện tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái. Hòn đảo, nổi tiếng với khung cảnh lãng mạn và hoàng hôn ngoạn mục, là bối cảnh hoàn hảo cho tình yêu của họ bay cao, bay xa. Trên cây cầu Langkawi Sky Bridge biểu tượng, lơ lửng giữa tán rừng nhiệt đới, Alan đã quỳ xuống và cầu hôn Trần Kiều Ân, mong muốn cô dành trọn phản đời còn lại bên cạnh anh. Cây cầu, biểu tượng của hy vọng, tình yêu và phiêu lưu, đã trở thành minh chứng cho mối lương duyên bền chặt của họ. Lễ cưới là một sự kiện ấm cúng, một lễ kỷ niệm tình yêu được chia sẻ với những người thân yêu nhất. Khách mời được chào đón nồng nhiệt và hiếu khách, bao trùm trong bầu không khí tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Khu nghỉ dưỡng được trang hoàng lộng lẫy với những bình hoa trắng nhã và ánh đèn lung linh, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Lời thề nguyện được trao, những lời hứa được thì thầm và những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi khi cặp đôi tuyên bố tình yêu dành cho nhau. Đó là khoảnh khắc của niềm hạnh phúc thuần khiết, minh chứng cho sức mạnh của tình yêu có thể chinh phục tất cả. Buổi lễ phản ánh tính cách của họ và hành trình bên nhau, tràn ngập tiếng cười, những khoảnh khắc xúc động và cảm giác hân hoan, vui mừng. Danh sách khách mời tham dự đám cưới là những gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ.
Những ngôi sao đáng chú ý như Trịnh Nguyên Sướng, Lai Nhã Nghiên, Minh Đạo và Nguyễn Kinh Thiên, những người bạn thân thiết và đồng nghiệp của Trần Kiều Ân, đã đến chung vui, góp phần tạo nên sự lộng lẫy và lung linh cho buổi tiệc. Sự hiện diện của họ đã nói lên sự kính trọng và ngưỡng mộ mà Trần Kiều Ân nhận được trong ngành. Tiếng cười và không khí thân mật tràn ngập khi họ cùng nhau ôn lại kỷ niệm và gửi đến cặp đôi mới cưới những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Chuyện tình của cặp đôi bắt đầu vào năm 2019 trên phim trường của một chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc, nơi họ được ghép đôi với tư cách là thí sinh. Điều bắt đầu như một mối quan hệ bạn bè dần dần phát triển thành một tình yêu sâu đậm và ý nghĩa. Họ khám phá ra những giá trị chung, cùng chung niềm đam mê phiêu lưu và một sức hút không thể phủ nhận đã thắp lên ngọn lửa trong tim mọi người. Hành trình của họ trên chương trình cho phép họ hiểu nhau hơn, nhìn thấy con người thật của nhau đằng sau ống kính và kết nối ở mức độ tâm hồn. Đó là minh chứng cho thấy tình yêu có thể nảy nở ở những nơi